Vụ Lương Hải Như mất tích bí ẩn, camera phát hiện ra địa điểm bí ẩn, gia đình nghi có đồng phạm. Liên quan đến vụ việc cô gái tên Lương Hải Như ở Hà Nội mất tích bí ẩn suốt 2 tháng qua, gia đình cho biết hiện lực lượng chức năng đã rà soát camera và hướng dẫn gia đình hướng tìm con gái chính xác hơn. Người cha cũng đặt nghi vấn có đồng phạm trong vụ việc. Vụ việc cô gái 23 tuổi tên Lương Hải Như ở Hà Nội mất tích bí ẩn suốt 2 tháng qua vẫn là chủ đề gây chú ý trong dư luận. Suốt thời gian dài, gia đình cùng người thân và lực lượng chức năng đổ xô đi tìm kiếm Lương Hải Như, 23 tuổi, quê Chương Mỹ, Hà Nội. Đến nay, kết quả vẫn nằm trong vô vọng. Trao đổi với báo giới ngày 23 tháng 9, ông Tuyên, cha của nạn nhân cho biết, cảnh sát khuyên gia đình tập trung tìm kiếm ở làng Thổ Ngõa, huyện Quốc Oai và xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Lý do là bởi khi kiểm tra camera, cảnh sát nhận định đây là hai địa điểm phát hiện Hải Như đi vào nhưng không thấy nạn nhân đi ra. Công an vẫn đang trong quá trình điều tra, không tiết lộ nhiều thông tin, nhưng thấy gia đình tìm kiếm vất vả quá, lực lượng chức năng cũng chỉ cho chúng tôi hướng tìm chính xác hơn. Người cha 47 tuổi tuyệt vọng cho biết, ông Tuyên cũng chia sẻ thêm, tính đến hiện tại, cảnh sát đã có ít nhất 3 lần dẫn chó nghiệp vụ tìm kiếm Hải Như, mỗi đợt cách nhau 7 đến 10 ngày. Mỗi lần tìm kiếm đều trong phạm vi khu vực huyện Quốc Oai và huyện Chương Mỹ. Chó nghiệp vụ được huy động để tăng cường tìm tại các địa điểm như sông, hồ, ao làng, trang trại chăn nuôi. Gần đây nhất vào ngày 15 tháng 9, lực lượng chức năng đã kiểm tra trên núi ở thôn Tiên Lữ, xã Tiên Phương. Tuy nhiên, quá trình tìm kiếm vẫn chưa ra thêm manh mối. Suốt quá trình tìm kiếm con gái, gia đình Hải Như được bà con bên Cù Sơn giúp đỡ rất nhiều trong một tháng đầu tiên. Bản thân ông Tuyên rất biết ơn bà con Cù Sơn đã vất vả tìm Hải Như. Cuộc tìm kiếm ấy đã có hiệu quả, tìm thấy chiếc dép, túi sách của Hải Như. Ban đầu, mọi người chỉ tìm kiếm theo cách thủ công, tìm kiếm bằng các loại cuốc xẻng và sức người là chủ yếu. Qua một tháng, đoàn 116 mới về tìm kiếm bằng cano, sử dụng công nghệ cao để tìm kiếm con gái ông. Đến nay đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng vẫn chưa thấy Hải Như, tôi vẫn rất mong bên cơ quan công an và chính quyền hỗ trợ gia đình tôi phương án tìm người. Giữa thành phố lớn, mất đi một con người nhỏ mà không thể tìm thấy, đâu phải cái kim đâu mà không tìm thấy, ông Tuyên nghẹn ngào nói. Chia sẻ về sự mất tích bí ẩn của con gái, ông Lương Viết Tuyên cho biết, dù chỉ là phỏng đoán từ gia đình, nhưng ông vẫn tin đây không phải là hành động đơn phương độc mã từ một cá nhân. Gia đình cũng đang phỏng đoán, đặt nhiều giả thuyết về sự mất tích của Hải Như. Một người mà bị giấu kỹ như thế này thì không thể nào do một người giấu mà tôi nghĩ phải do nhiều người, thậm chí hai người cũng còn chật vật. Nếu giấu con gái tôi ở khu vực này, với sự tìm kiếm của gia đình, cộng đồng mạng và bao nhiêu người giúp sức thì nhất định đã tìm thấy rồi, ông nói. Bây giờ một mất 10 ngờ thì cũng không biết thế nào cả. Trước đó có nhiều số điện thoại vô danh gửi vào số điện thoại của Như Quỳnh, chị gái Hải Như, thông báo rằng xe máy của Hải Như đang ở bãi xe Tú Mở, gia đình đến để lấy về. Như vậy người ta muốn gia đình lấy xe chứ không phải công an lấy xe, nghĩa là ngay từ ban đầu có ai đó đã biết xe máy của Hải Như đang ở đấy rồi. Tôi nghi ngờ nhóm người thông báo cho gia đình tôi về chiếc xe máy của Hải Như cũng chính là nhóm người biết thông tin về con gái tôi, chứ cũng không nghi ngờ họ là đồng phạm hay gì cả, cha Hải Như chia sẻ thêm. Ông Tuyên cũng cho hay, số lượng đội tìm kiếm cũng đang dần thưa thớt. Cách đây 2 tháng khi Hải Như mới mất tích, lúc nào cũng xuất hiện cảnh tượng đông đúc trên cầu Cù Sơn. Nhưng đến hiện tại, chỉ còn một đội khoảng 15 đến 20 người từ thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ dò tìm trên cạn bằng robot. Ngày nào cũng quần quật từ sáng đến đêm tìm kiếm, nhưng không thấy tung tích con ở đâu. Ai cũng mệt mỏi, nhưng gia đình tôi nhất định không bỏ cuộc, ông Tuyên nói trong nước mắt. Trước đó, vào lúc 20 giờ ngày 14 tháng 7, Hải Như bắt đầu ra khỏi phòng trọ ở phố Thái Thịnh, quận Đống Đa, Hà Nội bằng xe máy. Khoảng 21 giờ cùng ngày, chị gái Hải Như không liên lạc được với em gái nên nảy sinh nghi ngờ có chuyện bất thường. Gia đình cho biết, trước khi mất tích, Hải Như và người yêu cũ tên TNT có nhiều mâu thuẫn về tiền bạc, tình cảm. Đến ngày 27 tháng 7, Công an thành phố Hà Nội ra quyết định truy tìm người mất tích có dấu hiệu liên quan đến tội phạm.